bí quyết duy nhất, truyền thống trăm năm, nguyên liệu hảo hạng, chủng men nguyên bản từ năm 1890. Một vị bia hoàn hảo được tạo ra từ công nghệ lọc kép, mang tới hương vị tươi mát độc đáo. Bia hơi Hà Nội, bí quyết duy nhất, truyền thống trăm năm. Xin chào quý vị khán giả. Vâng, và Hải Yến xin chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình Gia Đình Vui Vẻ. Ngày hôm nay thì Hải Yến rất là vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị khán giả và được đồng hành cùng một gia đình rất là đặc biệt. Không để quý vị chờ lâu, Hải Yến sẽ giới thiệu ngay vào gia đình của chúng ta. Hải Yến xin chào gia đình của chị Cẩm Linh và anh Thu Sa. Mình có thể giới thiệu với gia đình của mình được không ạ? Dạ, chào tất cả các cô chú. Con tên là Trần Châu Bảo An. Dạ, mẹ con tên là Cẩm Linh và năm nay mẹ 42 tuổi. Wow! Ba con tên là Thu Sang và ba con năm nay 42 tuổi luôn. Em trai con thì tên là Đăng Khoa và năm nay em 6 tuổi. Xin chào khán giả. Rồi, từ nãy giờ thì cô thấy là Bảo An có vẻ rất là tự tin rồi này. Thế cho cô hỏi Khoa này, Khoa là cái tên đi học, còn tên ở nhà thì mọi người gọi con tên là gì nhỉ? Con tên là Sumo. Sumo. Wow. Tại khi chị sinh bé ra đó, bé lớn đó, nó ấn nhờ mà. Xong cái bé sau chị nhất định là đặt Sumo cho nó Sumo. Cho dễ nuôi đúng không? Dạ, Sumo luôn. Rồi vậy là anh chị đã kết hôn lâu chưa? Chị kết hôn cách đây 13 năm. 13 năm và có hai cháu. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị với một khách mời rất là đặc biệt của chương trình. Và anh xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là anh Phạm Trung Hiếu ạ. Xin chào các bạn, mình là Phạm Trung Hiếu, chuyên viên pha chế thiết kế nước hoa. Mình có thể là chế tạo ra các loại nước hoa đúng không anh? Vâng. Mà không theo một cái hình mẫu nào đúng không? Thực chất thì nước hoa trên thế giới thì có rất nhiều, nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu cho bản thân mình một chai nước hoa cá nhân hóa, mang cái hình ảnh và cái cảm xúc của mỗi một người riêng. Mình là một chuyên viên có thể giúp khách hàng đồng hành tạo ra một chai nước hoa mà ở đó mang tâm hồn này, mang cảm xúc này, mang cái cá tính. Và mỗi một người là một mùi hương khác nhau. Thật ra thì em nghĩ là ai cũng sẽ có một cái gu thích nước hoa đúng không chị Linh? Thì không biết là cái mùi nước hoa mà chị Linh thích đó chính là mùi như thế nào nhỉ? Chị thì đơn giản chị thích cái mùi dịu nhẹ. Dịu ngọt. Nhẹ, ngọt đúng không? Vẫn có chút ngọt ngào. Vậy còn anh Thu Sang, không biết là anh Thu Sang mình có thích nước hoa và có sử dụng một loại nước hoa nào không ạ? Có, mình cũng có xài nước hoa qua mà mùi thì nó cũng cho nó dễ chịu rồi này kia vậy thôi. Em nghĩ là cái nước hoa ấy, trước đây mình hiểu đơn thuần nó chỉ là một cái gì đó để làm cho cái cơ thể của mình thơm tho hơn, tự tin hơn khi ra đường. Nhưng mà thực tế bây giờ nước hoa nó trở thành một cái điều gì đó không thể thiếu đối với một số những cái cá nhân. Giống như bản thân em là cái người đi ra ngoài, em thì gần như không thể thiếu nước hoa. Cô hỏi hai con nha, bây giờ mình lớn rồi, mình 11, 12 tuổi, mình đi học mình có xài nước hoa không ta? Dạ thì lâu lâu con cũng có xài. Có xài đúng không? Dạ. Rồi con Sumo của cô Hải Yến này, ba có cho xài nước hoa ké không ta? Có luôn. Rồi thì bình thường là ba xịt cho con là ba hay xịt nước hoa vô đâu này? Dạ, xịt vô đâu? Vô đầu. Hả? Vô đầu luôn hả? Đúng rồi, ba luôn xịt vô đầu đúng không chứ? Xịt vào đâu cũng có thể khiến cho con thơm hơn hàng ngày, nhưng tránh là xịt vào các khu như mắt, mũi hay là các vùng niêm mạc cũng gây tổn thương thôi. Xịt vào tóc cũng có thể là giữ cho nước hoa thơm tho. Vậy là cũng là một phương pháp đúng mà anh. Vâng. Hãy nghĩ rằng là tất cả chúng ta ai cũng đều sẽ thích nước hoa, đều muốn lựa chọn cho mình được một cái loại nước hoa mà phù hợp nhất, mình thích nhất, mình ưng ý nhất. Nhưng mà tạo ra một cái loại nước hoa đặc biệt mà chỉ riêng mình có, khó nha, cái này là phải nhờ chuyên gia này. Cũng không hẳn là khó, hầu hết thì tất cả các khách hàng đến với nơi pha chế, mọi người đều có các cái câu hỏi giống như bạn Hải Yến. Nhưng mà yên tâm, hôm nay thì chúng ta sẽ có thể có một cái cơ hội để trải nghiệm về việc pha chế thiết kế nước hoa là chính mình là duy nhất ạ. Chị muốn hỏi chú Hiếu á, khi mà mình sử dụng nước hoa đó, trên cơ thể mình xịt ở cái nơi nào mà nó lưu hơn để cho nó lâu? Thực chất thì trong việc xịt nước hoa thì chị Linh có thể chọn lựa một số khu vực như là ở xương quai xanh này, hay là ở các khu vực sau áo. Như vậy thì cái việc mà nước hoa nó sẽ lan tỏa bao trùm lên cái khứu giác của chúng ta, nó sẽ thoải mái thơm tho. Còn nếu như chúng ta hay di chuyển bằng xe máy hay là sinh hoạt theo kiểu dạng như ở ngoài phố, ở ngoài đường nhiều, thì chúng ta sẽ hạn chế xịt ở trên quần áo. Tại vì chúng ta đi dưới tiết trời nắng nóng
hay là khói bụi thì cũng khiến cho chất lượng của nước hoa cũng sẽ bị giảm thiểu nhiều đi. Vâng. Cảm ơn chú, hôm nay học hỏi được. Bí quyết. Vâng. Dạ chú ơi, cho con hỏi là tại vì con cũng có biết một loại nước hoa là nước hoa khô á chú. À. Thì cái loại nước hoa khô với loại nước hoa này thì nó khác nhau chỗ nào? Nước hoa khô thì thường hay họ sẽ có một lượng sáp nhất định, họ có thể là khuấy và pha chế cùng với cả một lượng tinh dầu nước hoa thơm. Nhưng nước hoa khô thì nó không có tác dụng tỏa hương quá xa và cái việc bám dính và bết lên trên khu vực mình có xoa lên trên khu vực đấy thì nó sẽ bị tác động vào như vậy. Còn nước hoa nước bình thường thì chúng ta sẽ xịt lên trên cơ thể và kết hợp với cả dung môi cồn sẽ khiến cho mùi hương nó bay được xa hơn, thơm hơn. Đâu đó nó hình thành một sự sống động trong việc ngửi và trải nghiệm nước hoa trong một ngày. Dạ chú ơi, nước hoa làm bằng cái gì mà nó ra được nước hoa vậy chú? Câu hỏi này khá là chuyên sâu đấy. Hay. Nước hoa thực chất sẽ được sử dụng bởi các cái nguồn nguyên liệu khác nhau. Một là tinh dầu nước hoa hay còn gọi là hương liệu. Nguồn nguyên liệu này thì được lấy từ trong cái việc là chiết xuất bóc tách ra từ tinh dầu của thực vật. Chúng tôi biết về hoa hồng không? Hoa sen, hoa nhài, tất cả các loại hoa hay là loại gỗ. Đó thì họ sẽ lấy tinh dầu của các dòng thực vật như vậy và chiết xuất bóc tách ra theo chế độ thủy phân, tạo dựng ra một số các cái chất để tạo thành một chai nguyên liệu tinh dầu nước hoa cơ bản và kết hợp với cả dung môi cồn và một số các cái chất khác nữa để tạo dựng ra một chai nước hoa hoàn chỉnh. Đó. Con hiểu không? Hiểu. Cũng hỏi anh Hiếu như là nam mình xài cái mùi dịu dịu nó có như là hợp với cái nam tính không, hay là mình xài càng nước hoa nó nồng rồi đó nam tính hơn là trong việc pha chế thiết kế nước hoa ấy, thì chúng ta có thể là điều chỉnh tăng giảm được cái nồng độ và tỷ lệ và nguyên liệu khi pha chế trong đó. Anh có thể tự lựa chọn được rằng là cái này đủ độ nồng với anh Sang rồi, hoặc là cái này nó đã phù hợp với cái việc cảm xúc hay cá tính, thế là đủ. Còn cái việc nồng hay là nhẹ, hay là tỏa lâu hay là tỏa xa, hay là tỏa hương lưu hương gần ấy thì không quan trọng. Quan trọng anh Sang có cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cực kỳ cảm thấy thoải mái, cảm thấy hạnh phúc khi sử dụng nước hoa cho chính bản thân mình là được. Anh yên tâm đi, dù mùi có nồng hay không nồng, mùi có thơm theo cách nào đi chăng nữa, khi mình là một người đàn ông mạnh mẽ, em che chở cho vợ con mình thì chắc chắn mình rất nam tính rồi đấy ạ. Anh rất yên tâm nha. Rồi, từ nãy đến giờ này chúng ta đã có những cái chia sẻ về nước hoa. Bây giờ cho Quả Yến hỏi Sumo nha. Sumo có thích mùi nam tính không ta? Dạ. Yeah. Không. Con thích mùi gì? Mình thích mùi gì ta? Con thích mùi dưa hấu. Thích mùi dưa hấu. À hỏi chú Hiếu coi có làm được mùi dưa hấu không chứ? Có chứ. Ai làm dưa hấu được luôn hả? Vâng vâng. Thật ra thì Hải nghĩ là chúng ta như là có thể chế tạo nước hoa từ rất là nhiều những cái vị hoa quả trái cây đúng không ạ? Dưa hấu này. Rồi cam luôn hả? Dòng. Có cam dâu luôn này. Trời đất ơi, vậy là con chọn dưa hấu đúng không? Mùi như kem trái cây không như vậy. Giống sinh tố quá vậy. Không sao, không sao. Chút xíu nữa thì chú Trung Hiếu sẽ giúp cho con có thể chế tạo được một cái mùi nước hoa mà con yêu thích nha. Vậy còn cô gái Bảo An của cô Hải Yến thì sao nhỉ? Dạ thì con cũng thích cái mùi hương giống mẹ là... À. Rồi, thế này. Chúng ta sẽ có một cái thử thách dành cho gia đình đến tham dự ngày hôm nay. Đó chính là tách đội của gia đình ra làm hai nhóm khác nhau. Là nhóm của mẹ Cẩm Linh và bé Bảo An, nhóm của ba Thu Sang và bé Sumo. Và chúng ta sẽ làm thử thách đó chính là chế tạo ra cái mùi nước hoa mà họ yêu thích. Để chế tạo đúng được cái mùi nước hoa mà chúng ta yêu mến thì chắc chắn không thể nào thiếu đi cái sự giúp đỡ của chuyên viên pha chế, đó chính là anh Trung Hiếu. Anh Trung Hiếu có thể nói sơ qua cho khán giả cũng như là gia đình về các cái nguyên liệu mà chúng ta có thể lựa chọn để có thể pha chế cái mùi nước hoa mà họ yêu mến ạ. Vâng, thì trong một chai nước hoa nguyên liệu ạ thì có hai dạng nước hoa, một là nước hoa một tầng hương thôi, tức là từ đầu đến cuối, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc thì sẽ chỉ có một mùi hương duy nhất nhất định. Còn một loại dạng thứ hai đó chính là ba tầng hương, hương đầu, hương giữa, hương cuối. Hương đầu thì sẽ thường một cái khuynh hướng theo kiểu dạng như là hương quả mọng này, nhiều nước đó, nó sẽ bay hương rất là nhanh trong 3 đến 5 phút. Sau đó đến tầng hương thứ hai thì kéo dài hơn là do cái nguyên liệu ở trong đó hương hoa và nhiều hơn đó. Và tầng hương cuối đó chính là tầng hương thiên hướng về thực phẩm ngọt hay là gỗ hay là xạ hương. Nó sẽ tô điểm lên cho mùi hương, nó sẽ có thêm dư vị đậm đà hay là có một cái gì đấy, có một cái tràn đầy cảm xúc. Và nếu như chúng ta mong muốn tạo ra một chai nước hoa mang khuynh hướng là dưa hấu, vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa nguyên liệu đầu tiên đó chính là dưa hấu đúng không? Dạ đúng. Chị Hiếu ơi, nếu con pha chế xong thì con có được mang về không? Chắc chắn rồi, con sẽ được mang về một chai nước hoa của chính con và ba con. Và con cứ tự tin để pha nước hoa thật là thơm nha Sumo. Dạ. Dạ. Dạ.
Vâng, và quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì đã kết thúc rồi. Hà Yến cũng xin rất là cảm ơn anh Trung Hiếu, cảm ơn gia đình của chúng ta. Và quý vị khán giả hãy đón xem là gia đình của chúng tôi sẽ pha chế nước hoa của họ như thế nào nhé. Xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.